Vâng, xin chào quý bạn và các vị. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thanh Amazing. Clip này thì mình sẽ hướng dẫn những bạn nào đang chơi Dragon Ball Xenoverse 2 cách để các bạn có thể mốt được skill biến hình, và lần này sẽ là thay đổi luôn cả hình dạng được luôn. Đấy, rất là ngon lành cành đào. Thì đầu tiên các bạn có thể vào cái trang này, các bạn download cho mình cái file về đây, nó có tên là New Transformation này. Rồi thì cách đăng ký tài khoản đây mình đã hướng dẫn rồi đấy, thì các bạn nhớ download về. Sau khi download thì các bạn sẽ có được cái file như này đây, New Transformation đây, bạn giải nén ra được file này. Thì mình xin giới thiệu qua những file này trong này một chút. Thì main skill là những cái skill chính của các bạn đây, skill biến hình chính. Rồi X2M character này thì nó chính là các cái nhân vật, các bạn có thể mốt thêm nhân vật à, trong cái gói này rất là nhiều. Cái này vẫn là skill thôi, không có gì cả. Skill biến hình BCS là bao cao su, à nhầm. Vừa rồi BCS là cái để các bạn fix. Đây chính là cái thay đổi hình dạng của các bạn. Cái này là râu này. Đấy. Ok. Extra file. Cái này bạn cũng không cần quan tâm như này. Extra skill, các loại skill ví dụ như là Black Kame các thứ ở trong này các bạn có thể cài thêm. Rồi, chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến mấy cái file này thôi. Main skill. À, còn cái file Liquid này cũng quan trọng này, cái là file cài đầu tiên này. Đấy, main skill này với cả BCS đấy, đó chính là những cái chính mà chúng ta cần cần làm để có thể mốt được skill. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm từng bước một, các bạn sẽ quay lại nơi đây. Thì cái XV2 Installer với cái Patcher nó là hai công cụ quá quen thuộc của những bạn nào mốt rồi. Bạn nào chưa biết mốt thì xem lại video hướng dẫn cách mốt nha. Và đây là version 1.07, các bạn nhớ cho 1.07 DLC4 nhé. Anh em nào nhầm rồi lại, anh em nào chưa có update thì update lên luôn. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ vào XV2 Installer này. Chúng ta sẽ ok, cái này mình vừa reset lại nên là mình sẽ phải chọn đúng cái đường dẫn của game. Rồi, không có gì cả. Cái này rất là bình thường thôi. Định mệnh. À đây đây. What the fuck. Rồi bây giờ mình sẽ thêm. Đầu tiên thì các bạn phải thêm các bạn phải add cái main request main file vào trước. Quan trọng, cực kỳ quan trọng. Yết hết nha. Lâu vậy. Ôi dồi ôi, not reporting. Cái định mệnh. Lại phải đợi rồi. Mỗi lần như này chỉ có đợi chờ lại phúc thôi. Lâu thế. Bala bala nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Không hiểu cái file có gì nặng mà cái này nó có cài lâu vậy. Cái gì vậy? Ok. Xong chưa? Ok, xong rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ cài một loạt các cái main skill vào cho mình. Đây. Xúc hết luôn. Ctrl A nhé. Ctrl A. Open. Ok. Lại phải đợi. Và cái main file nó ghi là này, đừng có xóa nếu mà bạn muốn cái mode hoạt động. Rồi xong rồi, chúng ta học. What the fuck? Lỗi gì vậy? Oh shit man, lỗi gì vậy?
Tôi cũng không hiểu lỗi này luôn. Tôi sẽ thử lại. What the fuck? Cái đấy. Cái đấy. Ồ, tự dưng nó đẻ ra một đống skill này. Không biết là như thế nào đây. Quá là nguy hiểm. Không biết là lỗi hay là thành công nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục làm thôi. Ok. Tự dưng lại có cái lỗi gì ấy, tôi không rõ nữa cậu ạ. Thôi chết rồi, mình có cài nhầm không vậy? Extravarian. Ok, gọi cài luôn cái này nhá. Lại lag rồi. Ờ, định mệnh. Đợi chút, ok. Hy vọng cái lỗi vừa rồi nó không ảnh hưởng đến cái việc cài. Ok, successful. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cài đến cái phần gọi là thay đổi hình dạng. Rồi, họa sẽ mốt. Ok. Cái này nhanh thôi. Physics. Ok. Còn sót gì không? Ok. Cái benefit này các bạn có thể cài hoặc không nhá. Cái benefit này thì nó fix về cái râu dùng, mà bạn nào có nhân vật có râu thì các bạn nếu mà bị lỗi thì các bạn có thể là xem. Cài. Cứ nghịch lung tung đi, các bạn nào bị lỗi thì các bạn có thể dùng cái Clear Install này này. Một phát và hết luôn, bay hết tất cả các cái file mode luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xong hết chưa nhỉ? Ok, bây giờ mình sẽ vào game xem nào, test thử xem là nó ra cơm cháo gì không nào. Rồi. Ok, mình đã vào game rồi đây. Rồi mình sẽ vào ngay cái skill shop để chúng ta mua sắm. Ok. À, có nhiều bạn hỏi là tại sao nick này nhiều tiền hoặc là cái Jenny kìa cả, hoặc là Pride thế thì mình xin trả lời đây là sếp full nhá. Sếp full thì các bạn có thể là dễ dàng kiếm được trên mạng thôi, chả có vấn đề gì. Sếp này thì mình chủ yếu để hướng dẫn thôi, còn chơi thì mình dùng cái Q-Tiger nha các bạn ạ. Chắc các bạn theo dõi mình thì các bạn biết rồi ạ. Rồi bây giờ mình sẽ mua một skill 22 này. Ổn định vậy. Nghĩ tiền nhiều không phải lo, đại gia phố núi mà. Đó, mua hết đi, những skill này của Saiya các bạn mua hết đi. Solo, số lủng gì kia, tôi chả biết nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đổi skill. Rồi. Hy vọng bằng cái lỗi vừa rồi nó không ảnh hưởng đến việc mình có mốt thử một lần rồi thì nó không bị lỗi, nhưng lần này tự dưng lại bị lỗi, thế đau lòng. Super Saiyan 4 luôn này, test thử quả 4 trước cho máu xem liệu rằng nó có thay đổi skill, nó đã có thay đổi hình dạng không. Theo như lần test của mình lần trước thì là có training trình độ mình nhá, phải training nhỉ. Ok. Rồi. Hy vọng là cái lỗi vừa rồi nó không có gì nghiêm trọng.
À, mình sẽ thử luôn skill Seiya. Tuyệt vời. Như vậy là đã biến đổi được thành Super Saiyan 4 luôn. Yeah. Đẹp dài đấy, giống ngôi tóc kìa. Nói các bạn nào. Mẹ, blue lại. Ôi trời ơi. Lạc hướng rồi các bạn ạ. Lạc hướng này. Rồi bây giờ mình sẽ thử thử skill khác nha. Rồi thành công rồi, ngon lành ngọt nước rồi. Trước khi cài cái mode này các bạn hãy để tránh cái việc bị gọi là xung đột thì các bạn nên chép cái data của bạn ra chỗ khác đi cho nó lành nha. Đấy, mình khuyên thế thôi. Còn các bạn cứ thử xem mode được thì mode không bị lỗi thì các bạn có thể là cứ mốt thôi. Và bây giờ mình sẽ thay đổi là Super Saiyan Blue đi. Cao Ken Blue và Cao Ken nhá. Ok. Training. Auto training. Ok, chúng ta sẽ biến đổi xem ạ. X10 luôn. Wow, các bạn thấy không? Tóc giống hệt như của Super Saiyan của Goku luôn. Đấy, đẹp trai không? À, mình sẽ biến đổi X10 luôn. Wow. Bạn thấy không? Sức mạnh tăng lên. Mày. Ok. Tắt hết. Tắt. Ủa, không tắt được hẳn à? Lock của nó về. Ok, như vậy là clip đã hướng dẫn các bạn cách mode skill cũng thay đổi được cả hình dạng của mình. Đến đây là kết thúc rồi. Bạn nào mà có gặp cái lỗi lầm gì thì các bạn có thể là liên hệ với liên hệ trên page cho mình nhá. Và các bạn lưu ý là các bạn sẽ các bạn thử gỡ các cái mốt của các bạn ra trước nhá, rồi các bạn thử cài cái mốt này xem nó còn bị lỗi không. Như vừa rồi của mình bị lỗi một phát nhưng mà may quá là nó không ảnh hưởng đến mốt. Thực ra là mình có test một lần rồi, lần trước thì nó cài rất là ngon lành, không bình thường, chả lỗi lầm gì. Tự dưng lần này bị nhưng mà cũng không ảnh hưởng, đây mình vẫn thành công rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên để lại like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.